Xin kính chào tất cả quý khán thính giả thân mến. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Bản tin trên kênh Hồng Biến TV. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Bà Phương Hằng chính thức tiết lộ âm mưu của Mr. Đàm và quản lý bán vé của Thượng Uyển Bay Đà Lạt. Đàm Vĩnh Hưng, ông Hoàng Nhạc Việt hay là ông Hoàng tan nát Nhạc Việt? Quý khán thính giả hãy xem hết video và hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin giá trị được cập nhật liên tục trên kênh Hồng Biến TV. Và đừng quên để lại ý kiến bình luận phía dưới mỗi video. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bà Phương Hằng chính thức tiết lộ âm mưu của Mr. Đàm và quản lý bán vé của Thượng Uyển Bay Đà Lạt. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo drama giữa bà Phương Hằng và Mr. Đàm khi bà tuyên bố sẽ theo cố vũ anh Đờm ở Đà Lạt. Có rất nhiều group trên mạng xã hội đều đưa hình ảnh về buổi biểu diễn của anh Đàm Vĩnh Hưng ở vườn Thượng Uyển Bay Đà Lạt, rất là vắng vẻ, nhiều ghế trống. Trước những thông tin trên thì Mr. Đàm nhanh chóng đập tan dư luận khi đăng các hình ảnh và dòng trạng thái rất tự hào và hãnh diện. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, hôm qua xong bên đó họ lại còn bảo làm tiếp thêm một đêm nữa, hạnh phúc thực sự. Hưng đang sắp xếp, có lịch chi tiết sẽ báo cho cả nhà sau nhé. Mai yêu, hạnh phúc nhất khi sống trong tiếng vỗ tay của khán giả. Còn giờ là bay đi Mỹ cho kịp buổi chiều diễn Tết. Chúc cả nhà năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc nha. Tuy nhiên trong buổi livestream trực tiếp gần đây, nữ CEO Đại Nam đã tiết lộ sự thật về cuộc nói chuyện với chị ấy là vợ của ông, chủ khu du lịch vườn Thượng Uyển Bay Đà Lạt, cụ thể như sau. Tôi xin tiếp tục với quý vị một cái câu chuyện ở trên Đà Lạt ngày hôm trước. Thì câu chuyện như thế này, tôi gọi điện thoại cho cái chị Ái, tức là người coi quản lý bán vé trực tiếp, và chị ấy là không biết tôi là bà Hằng. Chị ấy đã nói với tôi rằng là khi tôi hỏi giá vé bao nhiêu thì chị Ái nói là 2 triệu đồng. Thì thực sự mà nói thì tôi cũng muốn ủng hộ lắm, nhưng mà khi tôi nghe 2 triệu đồng, tôi muốn hỏi xem là nếu tôi mua 300 vé cho nhân viên thì chị có bớt hay không. Chị Ái nói rằng là giá vé đã đồng giá. Sau đó tôi mới nói rằng là nếu mua thì chuyển khoản trước hay là như thế nào. Thì chị Ái nói rằng là chuyển khoản 50%, còn 50% khi đến nhận vé thì sẽ nhận. Sau đó tôi mới nói rằng là chị ơi, 2 triệu đồng với giá lương của nhân viên có 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng, có khi là 7 đến 8 triệu đồng thôi mà, 2 triệu đồng thì nó hơi nhiều, chị có bớt được hay không? Thì chị ấy mới nói rằng em không em ơi, riêng show Đàm Vĩnh Hưng không đã là 500 triệu đồng rồi nhé, cho nên là không thể bớt được. Và bà Phương Hằng có hỏi chị ấy ở vườn Thượng Uyển là sức chứa là bao nhiêu, thì chị Ái đó đã trả lời và nó có sức chứa tới 2.000 người, nhưng mà 2 triệu đồng chưa có bao gồm tiền nước uống, muốn uống thì đến quầy mua. Bà Hằng cũng hỏi hiện nay đã bán được bao nhiêu vé rồi, thì chị Ái đó đã trả lời là mời lãnh đạo của tỉnh hết 100 người rồi, mà hiện nay mới bán có mấy chục vé thôi ạ, mà mấy anh em YouTuber đã đặt mấy chục bàn, nhưng thực sự bán có mấy chục vé. Bà nó nói là cũng có đi Đà Lạt, nhưng bà suy nghĩ rằng là linh cảm rất là hay. Tôi nghĩ trong bụng, nếu mà tôi đến đó với một nhóm người, tôi đi thì cả 100 triệu đồng. 100 triệu đồng tôi có thể tổ chức ăn uống thì nó vui lắm, và tôi có thể đi hát karaoke, thuê nguyên một cái khu tôi ở thì nó còn vui hơn là chui vào đó. Rồi khi mà tôi chưa đến đó thì tôi nghe mọi người nói rằng là hễ ai mà mặc áo hình của tôi gần như là bị hành hung. Và chị ấy đã tuyên bố rằng Đà Lạt là nơi của chị Ái, và ai lên đây hò hét thì chị cho thêm tiền. Bà Phương Hằng cũng cho rằng ở phương diện là một người kinh doanh như chị Ái thì thật là thất bại rồi. Khách hàng là thượng đế mà chị ấy lại đi bảo vệ một cái người mà đang bị tai tiếng, có nhiều người đang công kích và không thích, thì mà chị ấy là chủ của khu du lịch trên đó mà đánh đổi tất cả nhân dân vì một ca sĩ, để rồi hôm qua chúc lấy một cái điều mà không thể tưởng tượng được. Bà Phương Hằng cũng tiết lộ khoảng 19:30 đến 20:00 có một anh công an hình sự gọi cho bà. Anh nói rằng là hoàn toàn thất bại, vắng hoe khách mời với du khách không tới 300 người. Chính xác là như vậy luôn. Bà Phương Hằng phân tích là không bao giờ ai bỏ ra 2 triệu đồng để mua cái ghế ngồi như vậy đâu. Và cái người bình thường, 2 triệu đồng không phải là dễ, và
với những người đi du lịch theo nhóm rất đông, nếu mà bỏ tiền mua vé thì số tiền không phải nhỏ. Và còn thông tin ở đâu là có bà Hằng đến mua vé ủng hộ thì giá vé sẽ bị đẩy lên cao. Đàm Vĩnh Hưng, ông Hoàng Nhạc Việt hay là ông Soàng Nhạc Việt? Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, thời gian vừa qua gắn liền với mình với cái tên là Đàm Vĩnh Biệt. Anh ta ngày càng thể hiện bản chất tầm thường và có nhiều fan là cư xử đáng đi vào lòng đất. Và chúng ta không thấy một chút nào cái chất của cái danh xưng là ông Hoàng Nhạc Việt với những lùm xùm từ thiện xảy ra. Ông Hoàng đã cho thấy là mình xoàng đến mức nào, từ việc là không tỉnh táo, thiếu bình tĩnh, để rồi từ đó có những hoạt động, hoạt ngôn như một kẻ điên rồ trên không gian mạng. Sau những lời chỉ trích hướng vào mình, hết chỉ bới báo chí bằng những lời lẽ là câu từ thậm tệ khó chấp nhận được phát ra từ cái miệng, cũng đã gắn với những tác phẩm có dấu ấn, điểm nhấn nghệ thuật âm nhạc nhất định, lại đến những hành động như một dở hơi và không có cái nhăn ở bộ não. Và có thể lâu nay người Việt Nam hoặc khán giả đã vì những thành tựu nhất thời của Hưng mà dễ dãi để rồi chiều chuộng một cách quá đà. Anh chàng soàng xĩnh này, từ những yêu ái đó mà ta sống trong những ảo ảnh không đáng có. Và rồi sau những lùm xùm chưa qua, đúng sai thực hư ra sao cũng chưa rõ ràng, nhưng trách nhiệm trong từ thiện khi chính Hưng cần hiểu và thay đổi sự mình cho sống tốt hơn với những gì khán giả người dân đã mất công dành cho mình, thế mới đúng là cách ứng xử cư xử của một con người đúng nghĩa, chứ chưa nói đến là ông Hoàng bà Chúa. Nhưng đằng này anh ta đã phát biểu ngáo ngơ rằng sẽ không làm từ thiện nữa, một phát biểu theo đúng kiểu làm mình làm mẫy rằng là không làm từ thiện thì chắc chả có ai có thể làm được. Xin thưa, đất nước này không có anh mọi thứ vẫn tốt đẹp, kiểu làm từ thiện nửa vời của anh chắc chắn chả ai thèm đếm xỉa đâu, thưa ông Hoàng Nhạc Việt ạ. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cực kỳ nóng hổi và chấn động. Thông tin này không biết là mới đây hay là thông tin cũ mà cộng đồng mạng lại downline và bây giờ thấy được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội quý vị ạ. Khi mà anh Đàm vừa bước chân qua bên Mỹ thì nghe một cái thông tin là anh Đàm tuyên bố thà bỏ quốc tịch Việt Nam chứ không bao giờ bỏ quốc tịch Mỹ. Tin chấn động nha quý vị. Và mới đây Thùy Linh cũng nhận được thêm là khoảng 50 tờ báo vừa mới đăng bài tẩy trắng cho anh Đàm. Thì không biết là anh Đàm theo đơn đặt hàng hay là không biết vì lý do gì mà thật sự rất là nhiều cái trang tin là đăng lại bài tẩy trắng cho một số cái ông ca sĩ vùng đất cấm bẩn bựa, không có văn hóa. Thì hôm nay thì cũng có một số chuyên gia truyền thông người ta cũng đã lên tiếng nhận định về anh Đàm, và đặc biệt là cũng đề cập tới vấn đề là cái gọi quyền là phải gọi là cực kỳ cao của công chúng và khán giả, đó là tẩy chay vậy luôn nha quý vị. Thì hôm qua quý vị cũng đã biết là cô Hằng cũng đã có những cái chia sẻ. Thứ nhất là anh Đàm là không biết lỗi với khán giả, cho nên làn sóng tẩy chay anh Đàm đó là cực lớn. Và ở Đồng Dao thì quý vị cũng đã thấy là anh Đàm đã toang trong lòng công chúng vì quá xem thường khán giả. Mà khán giả là ai? Khán giả là những người đã nuôi mình. Đây là câu nói của cô CEO Nguyễn Phương Hằng, và đặc biệt là một cái câu tuyên bố của anh Đàm khiến cho rất nhiều người bức xúc. Ngày hôm nay hiện thì anh Đàm nói là anh Đàm muốn trở thành một người Mỹ gốc Việt thì anh phải đánh đổi rất nhiều thứ, nên là anh không bao giờ anh Đàm từ bỏ quốc tịch Mỹ. Thì Thùy Linh đọc nguyên cái bài viết này nha. Anh Đàm Vĩnh Biệt tuyên bố: tôi đã có quốc tịch Mỹ, tôi là người Mỹ, tôi không bao giờ từ bỏ quốc tịch Mỹ của tôi. Cụ thể ông Hoàng Nhạc Việt bữa nay vẫn còn ông Hoàng Nhạc Việt nha quý vị, mà quốc tịch Mỹ lấy ông Hoàng Nhạc Việt làm gì, đúng không quý vị? Ông Hoàng Nhạc Mỹ luôn, đúng không quý vị? Và đã chia sẻ rằng để có quyền công dân tại nước Mỹ, anh đã phải mất bao nhiêu năm cố gắng đánh đổi rất nhiều điều để đạt được. Tôi không tin các vị sẽ từ bỏ. Đó chỉ là đi nơi khác sống thôi, nhưng mà vẫn giữ quốc tịch của tôi, quốc tịch Mỹ. Thì dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã tỏ ra sự thất vọng về anh Đàm Vĩnh Biệt và không thể ngờ rằng một cái con người mà được giới truyền thông tự phong cho anh Đàm là ông Hoàng Nhạc Việt mà có quốc tịch Mỹ chúng ta biết nhưng mà lại tuyên bố như vậy. Nhìn cái cách mà anh Đàm nói tuyên bố và hãnh diện về quốc tịch Mỹ của mình thì khán giả Việt người ta rất là thất vọng. Tại sao quý vị, quý khán thính giả Việt là những người nuôi anh ta để rồi anh ta nói mình không bao giờ bỏ quốc tịch Mỹ? Rất là thất vọng. Và một số bình luận thì gần một năm trước thì đã có một người bạn của anh Đàm cũng rất là thân với anh Đàm, mà cô Hằng đã kể anh này là con của anh Hề Lũ đó quý vị. Thì ba người thường xuyên đấu kiếm với nhau, thì cô Hằng cũng đã chia sẻ rồi, thì cũng đã bị chỉ trích là rất nhiều về các trường hợp quốc tịch. Thì cụ thể là con của anh Tư cũng đã có bài đăng ở trên trang cá nhân, năm 2020 có thời điểm
là khi thông tin nước Mỹ trở thành nước dẫn đầu trong quốc gia có số người nhiễm COVID nhiều nhất thế giới được tung ra. Rất nhiều người Mỹ đang lo ngại, trong đó có cả con của anh bốn. Nam ca sĩ ngay lập tức cập nhật thông tin trên trang cá nhân về số người nhiễm bệnh tại Mỹ cùng biểu tượng chắp tay cầu nguyện thì con của anh bốn bày tỏ sự lo ngại khi Mỹ đang bùng nổ dịch mới, trong khi là anh vẫn đang sống ở Mỹ. Ngay lập tức dòng trạng thái này phải chịu sự chỉ trích thậm tệ của người hâm mộ Việt Nam. Đông đảo người dân cho rằng con của anh bốn ăn cơm vác nhà tù bà hàng tổng, trong khi chưa có câu lời cầu nguyện nào dành cho người Việt Nam mà chỉ chăm lo cho Mỹ, thì quý vị cô chú anh chị em thấy là anh đã mở miệng ra, mở mồm ra là ăn cơm của tổ nghiệp, cống hiến hết mình đồ cho khán giả Việt Nam. Nhưng mà lúc nào thì anh Đàm cũng nói rằng không bao giờ từ bỏ cái gốc là người Mỹ của mình. Thì quý vị thấy tưởng tượng như anh Đàm chỉ là một cái cây thôi và cái gốc của nó là ở bên Mỹ, còn cái rễ nó vươn về Việt Nam ở đây để nó hút hết những chất dinh dưỡng, hút hết tất cả những niềm tin của công chúng dành cho anh Đàm, rồi sau này nó sẽ cao chạy xa bay về bên đó. Và đâu đó có lúc nào là để suy nghĩ cho người Việt Nam chúng ta đâu, đúng không? Là Đàm bây giờ ca hát ngon lành cành đào đúng không quý vị? Rồi tiền bạc, rồi tậu nhiều biệt thự xe hơi xe sang, rồi cuộc sống của anh Đàm thì ngon lành đủ thứ các kiểu, chơi trội. Nhưng mà sau này là anh Đàm cũng đâu còn ở Việt Nam, vì anh Đàm nói là không bao giờ từ bỏ quốc tịch Mỹ Việt Nam, thì anh bỏ chứ không bao giờ bỏ quốc tịch Mỹ. Và dòng chia sẻ của anh Đàm đã gây một sự tranh cãi mạnh mẽ trên khắp cộng đồng mạng, và bây giờ thì nó đã bị đào bới lại. Thì Thúy Linh không biết là việc này cũ hay là mới, nhưng mà rất nhiều người ta bức xúc về vấn đề này, chửi thẳng anh Đàm là cái loại ăn cháo đa bát và ăn quả không nhớ kẻ trồng cây. Có nhiều người hỏi là không biết là anh Đàm suy nghĩ như thế nào, mà ta nói là còn tôi là một người Việt Nam mà đã từ bỏ quốc tịch và lấy quốc tịch của một nước khác thì đã bỏ luôn tình yêu của dân tộc rồi, thì ai mà bây giờ còn lên tiếng để bênh vực bảo vệ ủng hộ cho anh Đàm. Một ca sĩ như bẩn bựa, không có văn hóa thì quý vị biết là vấn đề là anh Đàm vô văn hóa. Hiện nay nó đã xảy ra cách đây hàng chục năm, đổ lại chứ không phải là mới đây. Và rất nhiều người cũng đã lên tiếng anh Đàm là không có chừa bất cứ một người nào. Và già không bỏ mà nhỏ thì cũng không tha, vì cũng không có thua gì là mắm tôm và cũng không có thua gì cô ca sĩ muốn làm ca sĩ đồng nát hết trơn hết trọi. Thì hôm nay thông tin về anh Đàm thì nó là đầy rẫy trên khắp các trang mạng xã hội, mà thật sự là toàn người ta chửi anh Đàm quá nổ và quá xạo cũng như phát ngôn bẩn bựa. Trên đây là những nội dung mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hóng Biến TV ngày hôm nay muốn gửi tới cho quý vị. Còn thời lượng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất và chính xác nhất gửi cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Mến chào và hẹn gặp lại.